xin chào bạn MBP ở tại Thanh Hóa. Thì bạn MBP có hỏi đặt câu hỏi thế này: có nên đặt sắt thép vào đầu năm không ạ? Đúng không? Rồi ok. Thế thì đặt một câu hỏi như này thì rất là nhiều anh em đang chuẩn bị xây nhà. Đấy, hoặc là đang xây nhà. Đấy, thì thường là có cái câu hỏi rất là lăn tăn vấn đề là giá vật liệu đang tăng. Hoặc là giá vật liệu như thế nào trong cái thời gian sắp tới, mà liệu có nên là đặt tiền hay không. Thế thì mình có vừa đọc một cái bài báo của VN Express là xây nhà đổi giá 400 triệu vì vật liệu tăng, đúng không? Và cái bài viết này là 17 tháng 3. Đấy. Thế thì mà trong cái bài báo này thì của các bạn là Lê Quốc Kiên. Quốc Kiên đã là doanh nhân ra một cái bài, tức là bạn này là đã có một cái bài báo chia sẻ là nhà thầu thi công phần thô điều chỉnh giá tăng 20%, lý do là giá sắt thép, đấy, vật liệu xây dựng khác, xi măng, cát đá là đều tăng giá từ đầu năm. Thế thì giờ chia sẻ thế này này, đấy là một cái bài báo về là giá xây nhà đang tăng, đội lên 400 triệu so với dự kiến ban đầu. Thì câu chuyện đây là giá vật liệu, chia sẻ với bạn là giá vật liệu chiếm 80% giá thành của xây nhà. Thế 80% này thì nó sẽ tăng lên đồng loạt là từ 10 đến 20% sắp tới. Đấy, thế nếu mà bạn có xây nhà trong năm nay thì bạn nên đặt sắt thép đầu năm đi. Vì bây giờ là giá cả cũng đang trong quá trình là đã tăng rồi. Và thậm chí một như hôm trước ấy là từ đầu năm đến thời điểm này là đã tăng là 2 triệu một tấn. Thế thì bạn cũng phải tính toán cái việc là cần phải làm sao, cần phải đặt sớm đi. Đấy, đặt trước càng tốt, về sau nó sẽ hệ quả tăng rất là cao. Đấy, và khi mà thị trường của xây dựng bất động sản nó sẽ tăng lên rồi thì hoặc là sôi động lên rồi thì giá cả lại càng tăng cao. Nên là cái chia sẻ là bạn MBP ở tại tỉnh Thanh Hóa cũng nên là như vậy nha bạn nhá. Không phải riêng vì mình đặt viên sắt thép đâu mà đặt các vật liệu khác, vật liệu hoàn thiện, đúng không? Và xi măng cũng đang chuẩn bị tăng rồi. Ở trong Thanh Hóa thì có những cái nhà máy như nhà máy gạch ốp lát hay là những nhà máy về xi măng. Đấy. Đấy thì những cái hoặc là những cái nhà máy về vật liệu hoàn thiện. Đấy, hoặc là trần, hoặc là những vật liệu hoàn thiện như trần, thạch cao hay là sơn cũng ở trong Thanh Hóa cũng tương đối nhiều. Thì bạn hoàn toàn cũng có thể là liên hệ với đơn vị cung cấp ở tại đấy. Đấy thì rất là hy vọng là bạn sẽ xây nhà một cách là giá cả hợp lý nhất.